Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Các bạn biết đấy, các sinh vật cổ luôn là nguồn cảm hứng lớn lao cho con người trong những lĩnh vực như nghệ thuật, văn chương, phim ảnh cũng như sáng tạo nội dung. Chúng ta thích nói về chúng, viết về chúng, làm phim về chúng. Tuy nhiên có lẽ vì quá yêu thích mà chúng ta có xu hướng phóng đại và nói quá về những sinh vật này, giống như cái cách mà tổ tiên của chúng ta đã tạo ra những sinh vật huyền thoại như rồng, bàng sư hay kỳ lân. Chúng ta thích chọn cho chúng những ước tính lớn nhất, những tập tính tàn bạo nhất để mô tả chúng trên truyền thông. Cũng phải thôi, con người mà, cái gì càng đáng sợ lại càng yêu thích và tôn thờ. Thế nhưng xét về mặt khoa học thì đó lại là một xu hướng không nên khuyến khích, bởi điều đó khiến chúng ta hiểu sai rất nhiều về các sinh vật cổ cũng như các hệ sinh thái cổ đại trên trái đất. Có cảm tưởng như nếu bạn trở về trái đất trong quá khứ thì bạn sẽ bị xé xác sau chưa đầy một phút bởi những sinh vật khát máu vậy. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về một trường hợp như thế, không phải khủng long, nhưng cũng là một bò sát hết sức nổi tiếng sau thời đại khủng long. Đó chính là chân khổng lồ Titanoboa. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Nếu các bạn là người yêu thích cổ sinh, Titanoboa hẳn không còn là nội dung xa lạ gì trên YouTube. Chỉ cần gõ Titanoboa vào thanh tìm kiếm, bạn sẽ có hàng trăm kết quả hiện ra trước mắt, từ kênh Việt Nam cho đến kênh nước ngoài, từ video ngắn đến video dài, từ vài nghìn view cho đến hàng trăm nghìn view. Tuy nhiên, một hiện tượng phổ biến trong các nội dung về Titanoboa đó là chúng thường bị thổi phồng quá mức để gây ấn tượng với người xem. Trong một thumbnail, chúng ta thấy một con Titanoboa khổng lồ đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu dậy, nó đã cao hơn cả khu rừng, thậm chí lại còn có mang cổ như rắn hổ mang vậy. Ở một thumbnail khác, chúng ta thấy một con Titanoboa dường như to bằng cả con sông mà nó đang bò qua. Và trong nhiều thumbnail thì chúng ta thấy cảnh Titanoboa đang quấn chặt hoặc ăn thịt một con cá sấu, một con khủng long. Tất cả những hình ảnh và nội dung đó chính xác bao nhiêu phần trăm? Hãy tạm gác lại câu hỏi đó một chút và quay trở lại với lịch sử khám phá Titanoboa đã. Vào năm 2002, trong một chuyến khảo sát tại mỏ than Cerrejón ở miền Bắc Colombia của đoàn các nhà khoa học đến từ Đại học Florida và Viện Nghiên cứu Nhiệt đới Smithsonian, hai nghiên cứu sinh tên là Jonathan Bloch và Carlos Jaramillo đã khám phá được các đốt sống ngực và xương sườn hóa thạch rất lớn của một loài động vật chưa từng được biết đến. Thêm nhiều hóa thạch khác được khám phá trong khoảng thời gian còn lại của chuyến khảo sát với số lượng tổng cộng lên đến 186 hóa thạch từ ít nhất 30 cá thể khác nhau. Trong suốt chuyến khảo sát thì họ cho rằng đây là những gì còn lại của một loài cá sấu khổng lồ. Những hóa thạch này cũng được tìm thấy cùng nhiều hóa thạch bò sát khác như rùa và cá sấu trong hệ tầng Cerrejón, có niên đại từ giữa đến cuối kỷ cổ cận, cách đây khoảng 65 cho đến 58 triệu năm trước. Đây là những phát hiện rất quan trọng bởi trước đây, rất ít hóa thạch có niên đại này được tìm thấy trong môi trường nhiệt đới cổ đại của Nam Mỹ. Sau khi được phát hiện, số hóa thạch này được chuyển về Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida, nơi chúng được mô tả và phân tích bởi một đội ngũ nghiên cứu quốc tế giàu kinh nghiệm, đứng đầu là Jason Head. Họ nhận thấy đây không phải là hóa thạch cá sấu như nhận định ban đầu, mà là của một loài chân khổng lồ chưa từng thấy trước đây. Họ quyết định đặt tên cho nó là Titanoboa cerrejonensis, có nghĩa là chân khổng lồ đến từ Cerrejón. Mẫu định danh của Titanoboa chỉ là một đốt sống lưng duy nhất được khám phá vào năm 2002, cũng là mẫu vật được nhóm nghiên cứu dựa vào để đưa ra ước tính ban đầu về kích thước của Titanoboa, với kết quả là 12,82m, có thể có sai số trong khoảng là 2,18m. Phải đến năm 2011, một chuyến khảo sát khác được tiến hành tại mỏ than Cerrejón mới tìm thêm được những hóa thạch khác của Titanoboa, trong đó quan trọng nhất chính là hộp sọ. Và điều may mắn là những hộp sọ này vẫn còn gắn với một số xương thân, nên người ta mới có thể xác định chính xác đó là hộp sọ của Titanoboa. Cũng nhờ chiếc hộp sọ này mà giới khoa học có thêm nhiều thông tin để lý giải lối sống của loài chân này. Dựa trên giải phẫu học của các hóa thạch, nhóm nghiên cứu của Jason Head đã xếp Titanoboa vào họ chăn, Boidi, một họ rắn bao gồm các loài chăn xiết mồi bắt đầu tiến hóa từ thể phấn trắng muộn tại châu Mỹ ngày nay. Cụ thể hơn thì Titanoboa được xếp vào phân họ Boidae, dựa trên hình thái của đốt sống và nó cũng là loài duy nhất trong phân họ này đã tuyệt chủng, trong khi các thành viên khác thì đều vẫn đang tồn tại. Như đã nói, ước tính ban đầu của Titanoboa cho thấy nó là một con chăn có kích thước khổng lồ, có thể dài đến gần 13 mét hoặc hơn. Theo các nhà khoa học thì ước tính này tương đối đáng tin cậy, bởi các loài chăn hiện đại, chúng thường gia tăng kích thước cơ thể một cách gia tăng kích thước của đốt sống thay vì gia tăng số lượng xương trong bộ xương. Thế nên họ hoàn toàn có thể dựa vào kích thước của một đốt sống riêng lẻ để ước tính chiều dài của Titanoboa.
Các nhà khoa học cũng sử dụng các loại tranh hiện đại làm tham chiếu để ước tính kích thước của Titanoboa, thế nên chúng ta mới có con số 12,82m, trong sai số là 2,18m. Cân nặng ước tính của Titanoboa là từ 652 cho đến 1819kg, do đó nó trở thành chi lớn nhất trong phân bộ Serpentis, hay còn gọi là phân bộ rắn, vượt qua kỷ lục cũ của Gigantophis, một chi rắn thuộc họ Mastoidae, với chiều dài ước tính khoảng 10,7m. Sau này thì với việc một số hộp sọ của Titanoboa được khám phá, người ta lại có thêm cơ sở để ước tính chiều dài của Titanoboa. Dựa trên tỷ lệ hộp sọ so với chiều dài cơ thể của chân Anaconda, một nghiên cứu năm 2013 đưa ra ước tính chiều dài của Titanoboa với hộp sọ dài 40cm là 14,3m và khoảng sai số là 1,28m. Điều quan trọng là không chỉ có duy nhất một mẫu vật đạt đến kích thước này, mà đấy có 8 mẫu vật cũng có kích thước tương tự. Điều đó cho thấy việc đạt đến kích thước khổng lồ đối với Titanoboa là một điều khá bình thường. Vậy điều gì đã giúp Titanoboa đạt được kích thước khổng lồ như thế? Trong nghiên cứu mô tả và định danh Titanoboa vào năm 2009, nhóm nghiên cứu của Jason Head đã liên hệ kích thước khổng lồ của Titanoboa với điều kiện khí hậu của môi trường mà nó sinh sống. Họ cho rằng Titanoboa là một động vật máu lạnh, hay có thể gọi bằng từ có tính chuyên môn cao hơn là động vật ngoại nhiệt, tức nhiệt độ cơ thể cũng như cơ chế trao đổi chất của Titanoboa phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ môi trường xung quanh, nên nhiệt độ môi trường xung quanh cũng có ảnh hưởng đến kích thước của động vật ngoại nhiệt. Các động vật máu lạnh có kích thước lớn sẽ được tìm thấy ở vùng nhiệt đới, trong khi đó càng xa xích đạo thì kích thước của chúng sẽ giảm dần. Dựa trên mối liên hệ này, người ta cũng có thể tính ngược lại nhiệt độ trung bình hàng năm bằng cách so sánh kích thước của hai động vật máu lạnh được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau. Theo đó thì nhiệt độ trung bình hàng năm của Nam Mỹ và kỷ cổ cận ở khu vực xích đạo là khoảng 32 cho đến 33 độ C. Nhiệt độ này cao hơn khá nhiều so với nhiệt độ trung bình của các cánh rừng nhiệt đới hiện đại, nhưng nhóm nghiên cứu cũng cho rằng mức nhiệt này được cân bằng bởi một lượng mưa cao hơn so với ngày nay. Một nghiên cứu khác xuất bản cùng năm lại không cho rằng nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lên kích thước của Titanoboa, bởi khi áp phương pháp luận của nghiên cứu trên vào một loài bò sát khổng lồ khác là Megalania hay Varanus priscus, đồng thời so sánh Megalania với người ngoại hạng hiện đại rất gần gũi của chúng là rồng Komodo, thì có vẻ kích thước của nó lớn hơn rất nhiều so với nhiệt độ môi trường xung quanh của khu vực mà nó sinh sống. Họ cho rằng kích thước của Titanoboa có thể đạt đến mức khổng lồ như vậy là do sự thiếu cạnh tranh từ động vật có vú. Rất nhanh chóng, nhóm nghiên cứu đã mô tả và định danh Titanoboa cũng đưa ra lập luận phản bác. Thứ nhất, rồng Komodo không phải là một đối tượng so sánh tốt vì chúng là động vật sống trên đảo và môi trường trên đảo có thể đặt ra giới hạn rất khắt khe lên kích thước mà một sinh vật có thể đạt được theo quy tắc Foster. Trong khi đó, Titanoboa hay chân Anaconda đều là động vật trên đại lục. Thứ hai là kích thước của Megalania trong nghiên cứu thứ hai có kích thước ước tính hơi bị phóng đại lên đến 7m, trong khi theo một ước tính đáng tin cậy hơn thì chúng chỉ dài từ 2,19 cho đến 4,7m mà thôi. Thức ăn có lẽ cũng đóng một vai trò quan trọng trong kích thước khổng lồ của Titanoboa. Bạn không thể to lớn và đồ con nếu nguồn thức ăn của bạn bị hạn chế và thiếu dinh dưỡng. Theo các nhà khoa học, khu vực làm mỏ than Cerrejón ngày nay vào kỷ cổ cận là một đồng bằng duyên hải, được bao phủ bằng những cánh rừng rậm nhiệt đới rộng rẹp với hệ thống sông ngòi dày đặc, là nơi cư trú của nhiều động vật nước ngọt. Bên cạnh Titanoboa, hai nhóm khá nổi bật khác là các Dinosaur, một nhóm bò sát dạng cá sấu cũng sống sót sau sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận, độc lập với nhánh của cá sấu hiện đại, chẳng như Acherontisuchus. Chi này có thể dài từ 4,66 cho đến 6,46m. Nhỏ hơn một chút là cá sấu than Anthracosuchus, hoặc nhỏ hơn nữa là Cerrejonisuchus. Rùa thì gồm những chi có kích thước khá lớn như Capmonemis hay Cerrejonemis. Cá cũng gồm những loài cá rất lớn thuộc lớp cá phổi hay bộ cá rồng giống như cá hải tượng long ngày nay. Trước một thực đơn đa dạng như vậy thì hẳn là Titanoboa đã có rất nhiều lựa chọn. Ban đầu thì khi chưa tìm thấy hộp sọ của Titanoboa, các nhà khoa học cũng nghĩ rằng nó cũng giống như chân Anaconda hiện đại, với thức ăn chính là quần thể bò sát dạng cá sấu sống chung địa bàn. Tuy nhiên, sau khi có được hộp sọ của Titanoboa rồi, Jason Head và các cộng sự đã thay đổi suy nghĩ. Họ nhận thấy hộp sọ của loài chân này có nhiều đặc điểm thích nghi với việc ăn cá là chủ yếu, chẳng hạn như giải phẫu học của vòm miệng, số lượng răng cũng như chính đặc điểm của răng. Điều này khiến cho Titanoboa trở nên độc nhất vô nhị trong số các chi thuộc họ chăn, nhưng rất giống một số loài rắn nước ăn cá ngày nay. Điều này có thể liên quan đến hệ thống sông ngòi dày đặc của Cerrejón và kỷ cổ cận, nơi nhiều loài cá lớn sinh sống. Tất nhiên, cá mà Titanoboa ăn chắc chắn cũng không phải là những con cá thường, mà là những con cá có thể dài đến 3 mét. Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết và cần phải khám phá về Titanoboa, nhưng tất nhiên điều đó không ngăn trí tưởng tượng của chúng ta biến nó thành một sinh vật đáng sợ tại cõi đại. Mới đây thì có một cái tên khác đã thách thức vị trí loài rắn dài nhất của Titanoboa là Vasuki, một chi rắn cổ đại mới được phát hiện tại Ấn Độ
có thể dài đến 15,2 mét theo một số ước tính. Mặc dù vậy thì Vasuki có lẽ không đô con bằng Titanoboa, với đốt sống của nó nhỏ hơn kha khá so với Titanoboa, và bất luận thế nào thì kể từ khi số đầu lộ diện, Titanoboa cũng đã chiếm được nhiều sự quan tâm và yêu thích của các fan cổ sinh. Vasuki, nếu muốn làm điều tương tự thì sẽ cần có thêm nhiều tư liệu hơn, những nghiên cứu chi tiết hơn về kích thước cũng như lối sống của nó. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.